Vì xót xa nhân sinh đang lầm than, người đã xuân hạ vào thế gian này, chịu đắng cay nhọc nhằn khổ nàng, sống cô đơn trong căn bận hàng. Để học cách thông cảm nhân gian, sáng sẽ chia vui buồn đắng ngọt, nhận nhìn cùng ngày tháng tha hương. Đến khi công thân dẫn toài, lại vướng bao tình cảm ưu phiền, làm sao cho ta thấu hiểu lòng người càng hay sâu. Giờ đây ta còn chi, còn lại với những gì, từ bi và hoan hỷ, phục vụ việc cha ban. Làm sao cho đấng viên người người được ấm no, nhưng xin bao khổ ai sẽ nhận được tự do. Thế gian này sẽ không còn những bức công oán hận, khi ai ai cũng hiểu đạo tu thân đức độ đời. Thế gian này sẽ không còn những bức công oán hận, khi ai ai cũng hiểu tâm thiên này nguyện hiến.